đơn vị trường cao đẳng trường trung cấp múa thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Padre Diana and Acton, trích trong vở La Esmeralda, biên đạo Maria Petipa, dàn dựng nghệ sĩ ưu tú Thái Đạt Minh, âm nhạc Cesare Puni, hình thức múa Padre, hỗ trợ Tố Như. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
sinh mang số báo danh 11, Nguyễn Ngọc Quang, đơn vị Đoàn Văn Công Quân Khu 3, tác phẩm Hồn Đất Tình Người, biên đạo Minh Hằng, âm nhạc Lê Kỳ Thi, hình thức múa Duo, hỗ trợ Duy Đức. Thank you.
2017, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của nghệ sĩ nhân dân Chu Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội nghệ sĩ múa Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị lãnh đạo, các đơn vị đào tạo biểu diễn nghệ thuật múa trên cả nước. Và tiếp theo chương trình, số báo danh 12, Ngô Hạnh Dương, đơn vị Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, tác phẩm Thân Phận, biên đạo Tuyết Minh, âm nhạc Xuân Diệu, hình thức múa Duo, hỗ trợ Văn Việt.
Thank you.
Xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Ngô Hạnh Dương. Và ngay sau đây là phần thể hiện của thí sinh mang số báo danh 13 Hernon Eban Eban, đơn vị nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển, tác phẩm Sóng Tình, biên đạo nghệ sĩ ưu tú Văn Hiền, âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Tiến Mạnh, hình thức múa trio, hỗ trợ nghệ sĩ ưu tú Quốc Vũ. Thank you.
dự thi của thí sinh Hernon Eban Eban. Tiếp theo, số báo danh 14, Nguyễn Thị Mỹ Linh, đơn vị Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, tác phẩm Du đêm, biên đạo Thúy Hằng, âm nhạc Đức Trịnh, hình thức múa solo. Thank you.
cảm ơn phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Linh. Và tiếp theo, số báo danh 15 Phạm Thế Phương, đơn vị đoàn múa Arabesque, tác phẩm Pas de Deux Thiên Nga Đen, dàn dựng nghệ sĩ ưu tú Ngô Thụy Tố Như, nghệ sĩ ưu tú Thái Đạt Minh, âm nhạc Miss Cool. Hình thức múa Pas de Deux, hỗ trợ Quỳnh Chi. Thank you.
cảm ơn phần dự thi của bạn. Thank you.
cảm ơn phần dự thi rất tuyệt vời của thí sinh Phạm Thế Phương. Tiếp đây, số báo danh 16, Phạm Như Thắng, đơn vị Đoàn Văn Công Quân Khu 3, tác phẩm Bản Thể, biên đạo Như Thắng, nghệ sĩ ưu tú Văn Dũng, âm nhạc sưu tầm, hình thức múa, bio, hỗ trợ Nguyễn Quang.
Xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Phạm Như Thắng. Tiếp theo, số báo danh 17, Đoàn Tuấn Lượng, đơn vị Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn, tác phẩm Hứng Tình, biên đạo Thanh Hải, âm nhạc Quang Vinh, hình thức múa duo, hỗ trợ Linh Hương. Thank you.
Cảm ơn phần dự thi của thí sinh Đoàn Tuấn Lượng. Tiếp theo, số báo danh 18 Nguyễn Trường Giang, đơn vị Nhà hát Tây Đô, tác phẩm Trạm, biên đạo Hoàng Nam, âm nhạc Minh Khang, hình thức múa solo. Thank you.
Cảm ơn phần dự thi của thí sinh Nguyễn Trường Giang. Tiếp theo, số báo danh 19, Trương Thị Bích Hạnh, vô địch trường cao đẳng múa Việt Nam, tác phẩm Dẫn bước, biên đạo Tạ Xuân Chiến, âm nhạc Bạch Vân, hình thức múa duo, hỗ trợ Văn Việt. Thank you.
Xin mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong vòng 10 phút để chặng đường còn lại tiếp tục ạ.